chương 41. Thứ hai nữ chính sở nhược tuyết đến rồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngày thứ hai, thứ hai nữ chính sở nhược tuyết thì xuất lĩnh lấy đoàn đội đi tới Lâm Thị đầu tư công ty. Lâm Bắc Phạm làm chủ nhân nơi này, nhiệt tình hoan nghênh. Ha ha. Phi thường hoan nghênh, hoan nghênh sở tổng đến. Ngươi đến thật là khiến ta chỗ này rồng đến nhà Tông A. Quá khen, mạo mùi quấy rầy xin hãy tha lỗi sở nhược tuyết nụ cười diễm diễm, xem ra tự nhiên hào phóng, mười phần sáng rực rỡ rung động lòng người, một chút cũng không có điêu hoa khí tức. trên thực tế, có thể lên làm tổng giám đốc, có mấy cái là người bình thường. ở giới kinh doanh lên ẩn tàng bản tính của mình, gặp ai cũng khách khí ba phân, đây là cơ bản nhất thao tác. sở tổng, ta đến giới thiệu cho ngươi. đón lấy, lâm bắc phàm từng cái giới thiệu đầu tư công ty người theo tổng giám đốc đến phó tổng giám đốc lại đến quản lý sở nhược tuyết ngang lâm bắc phàm liếc một chút xem ra ngươi quả nhiên sống đến mức không tệ ở giới kinh doanh lên tiếp đãi là có ẩn hình quy tắc bình đối binh tướng đối tướng lão tổng đối lão tổng cấp bậc nhất định phải ngang nhau không phải vậy cũng là lộn xộn sẽ cho người coi thường giống lâm bắc phàm dạng này trực tiếp kết nối sở nhược tuyết nói rõ đối phương đã lăn lộn đến công ty thứ nhất cái vị trí trưởng khống thực quyền. Cũng tạm được, cũng tạm được. Lâm Bắc Phàm cười nói, hiện tại, hắn tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là một tên phó tổng giám đốc, nhưng là nương tựa theo kinh người hiệu suất, còn có phía sau hắn bối cảnh, đã trở thành Lâm thị đầu tư công ty thứ nhất người. Bên ngoài gió lớn, sở tổng nhanh mời vào trong. Đại gia đi vào phòng hội nghị bên trong. Một chén trà về sau, sở nhược tuyết có chút ngượng ngùng mà nói ta lần này đến là muốn hướng ngươi mượn tạm một số quay vòng vốn nếu như không phải không có lựa chọn khác nàng là sẽ không tới tìm lâm bắt phạm cái này hoa hoa công tử hiện tại toàn cầu kinh tế suy yếu tất cả mọi người không có tiền ngân hàng vòng quay chu chuyển tiền tệ nắm chặt vay mượn mười phần khó khăn ở tất cả ngành nghề bên trong dựa vào tiền tài thúc đẩy bất động sản ngành nghề đứng mũi chịu sao bọn họ lệ thành tập đoàn vừa vặn cũng là làm bất động sản khai thác chủ yếu là tổng hợp thương siêu phương diện kia khai phát nhưng là hiện tại thụ kinh tế ảnh hưởng không có cách nào theo trong ngân hàng cho mượn tiền đến mắc xích tài chính lên xuất hiện vấn đề rất lớn trải qua mấy ngày nay nàng một mực vì chuyện tiền bạc buồn rầu đêm qua đụng phải lâm bắt phàm nghĩ đến đối phương trước mắt ngay tại làm đầu tư cần phải có tiền liền tới nhà bái phỏng nguyên lai like là dạng này lâm bắt phàm nhẹ gật đầu hắn đã sớm đoán được ở nguyên trứ bên trong nàng thì tao ngộ vấn đề này bất quá cái kia đã là mấy tháng sau sự tình kinh tế tiếp tục suy yếu tình huống càng nghiêm trọng hơn đều thảm đến bán đất trình độ tư sản trên diện rộng rút lại sau cùng là nam chính dịp tinh thần vụng trọng giúp đỡ vượt qua một bên làm bảo tiêu thủ hộ ở đối phương bên người một bên lợi dụng vốn liếng của mình cùng thế lực trợ giúp đối phương vượt qua khó khăn sau đó một đường đánh mặt trang bức phản phái phi thường cũ nội dung cốt truyện bất quá đối phương nội dung cốt truyện còn không có triển khai lại bị lâm bắc phàm cho cướp mất khi đó lâm bắc phàm đã tương đương có tiền không chút do dự đập ra mười mấy cái ức không chỉ có giúp đối phương vượt qua khó khăn còn bắt được đối phương trái tim Người muốn mượn bao nhiêu lâm bắc phàm hỏi sở nhược tuyết vội vàng nói chỉ cần một tỷ tiền tài tiền của chúng ta liền liền có thể bàn sống lên. Đến mức cho vay lợi tức, chúng ta có thể dựa theo ngân hàng trước mắt cho vay tiền lợi tức, lại đề cao một phần trăm tính toán. Lâm Bắc Phàm gõ cái bàn, rơi vào trầm tư bên trong. Sở Nhược Tuyết len lén đánh giá Lâm Bắc Phàm, phát hiện đối phương nhíu mày nhăn trán, tâm lý càng ngày càng nặng. Như ta thấy, một tỷ tiền tài cũng không thể giải quyết bao nhiêu vấn đề. Cái này nói thế nào? lâm bắc phàm chăm chú phân tích hiện tại toàn cầu kinh tế đều ở suy yếu tất cả mọi người không có tiền bất kỳ một cái nào ngành nghề cũng không tốt qua giống các ngươi những thứ này chuyên môn dựa vào tiền tài đến thúc đẩy bất động sản ngành nghề càng thêm không dễ chịu một tỷ tiền tài đối với ngươi lớn như vậy thể lượng tới nói lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng bất quá là mở ra tường đông bù tây tường mà thôi sở nhược tuyết cười khổ vậy cũng dù sao cũng sao phá sản đóng cửa muốn tốt đi. Loại tình huống này, nàng làm sao không biết rõ. Chỉ là chuyện không có biện pháp. Hiện nay, tất cả mọi người ở nắm chặt lưng quần con sống qua, liều liền là ai chống lâu hơn một chút. Chống nổi cái này trời đông giá rét, còn có nên đón hy vọng khả năng. Không chịu đựng được, vậy liền xong đời. Lâm Bắc Phạm đột nhiên hỏi. Các ngươi lệ thành tập đoàn ở Giang Nam có phải hay không có miếng đất? sở nhược tuyết nghi hoặc đúng vậy à thế nào ta đối mảnh đất kia cảm thấy rất hứng thú lâm bắc phàm cười bán cho ta như thế nào ngươi muốn mua lại mảnh đất kia sở nhược tuyết mộng lâm bắc phàm bày ra mở tay ra không được sao sở nhược tuyết lắc đầu nói thật ngươi còn thật không được lâm bắc phàm vì cái gì không được bởi vì tiền của ngươi chưa đủ. Mảnh đất kia, lúc trước chúng ta hoa hơn 6 tỷ mới cầm xuống dưới. Coi như hiện tại đập trong tay, tiện nghi bán cho ngươi, chỉ ít cũng cần 5 tỷ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Mảnh đất kia, về sau sẽ trở thành tụ bảo bồn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. 5 tỷ không có, nhưng 3 tỷ vẫn phải có. Lại cho ta một chút thời gian, không cần một tháng, ta liền có thể gom góp với 5 tỷ, mua xuống ngươi khối này cũng không có vấn đề a. À. Lâm Bắc Phàm cười tủng tỉm. Sở Nhược Tuyết hết sức kinh ngạc ồ ngươi lại có nhiều tiền như vậy sẽ không phải theo cha ngươi chỗ đó cầm a sở tổng ngươi hiểu lầm lâm tổng lâm thị đầu tư công ty tổng giám đốc cười nói số tiền này đều là chúng ta lâm tổng kiếm được ở nửa tháng trước hắn vừa mới vào ở chúng ta lâm thị đầu tư công ty có thể vận dụng tiền tài chỉ có 100 triệu nhân dân tệ nhưng là tại không đến thời gian nửa tháng bên trong hắn thông qua các loại thần kỳ tư bản vận hành cùng mua bán, sau đó đem tư cách này lật đến 30 ức. Ở đầu tư lĩnh vực phương diện, chúng ta lâm tổng tuyệt đối là đỉnh cấp. Sở nhược tuyết khiết sâu một hơi. Không đến thời gian nửa tháng, theo 100 triệu đã kiếm được 30 ức. Đây quả thực là tư bản kỳ tích. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy sự tình. Trước mắt hoa hoa công tử, khiến người ta có chút lau mắt mà nhìn. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Cũng không phải là ta một người công lao, đều là đại gia nỗ lực kết quả. Còn có chúng ta dịp lão đệ, chân chính công thần là hắn, không có hắn thì không có chúng ta hôm nay, hắn công lao hàng đầu. Như thế, đại gia càng thêm bội phục Lâm Bắc Phàm Ở thời điểm này, đều vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, không có quên đại gia, không quên diệu dắt huynh đệ một thanh. Theo lãnh đạo như vậy, mới có tiền đồ. Lâm Tổng, ngươi cũng không cần khiêm tốn dịp tiên sinh công lao rất lớn công lao của ngươi cũng tương tự không nhỏ cũng chỉ có giống như ngươi lòng dạ bằng phẳng người mới bỏ được đến ủy quyền đồng thời bỏ được trả thù lao thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có đời ta người bội phục nhất ngoại trừ lâm chủ tịch cũng là ngươi ha ha nhìn lấy mọi người thần sắc không phải làm giả sở nhược tuyết lập tức cao nhìn thoáng qua dường như nhận thức lại lâm bắc phàm người này giống như ngươi thật sự là khiến ta kinh ngạc a à, xem ra chúng ta ma hải lại ra một vị nhân kiệt quá khen sở tổng ngươi mới không tầm thường tuổi còn trẻ thì nhận lấy gia tộc gánh nặng đồng thời còn làm sinh động thực tế không thể không khiến người bội phục lâm bắc phàm tới một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi hiện trường không khí mười phần hữu hảo liên quan tới mảnh đất kia sở nhược tuyết rơi vào trầm tư bên trong. Bởi vì dính đến tiền tài so sánh lớn, cho nên ta hiện tại không có cách nào cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Cho ta ba ngày thời gian, ba ngày sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn, như thế nào? Tự nhiên. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Nói xong chính sự về sau, sở nhược tuyết vô cùng lo lắng chạy trở về. Sau khi trở về lập tức phân phó, cho ta điều tra Lâm Bắc Phạm cùng hắn chỗ Lâm thị đầu tư công ty, nhìn xem tình huống phải chăng như hắn nói, ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, kiếm lời 3 tỷ nguyên. "Vâng, sở tổng." Thư ký nhẹ gật đầu. "Mặt khác, lại cho ta điều tra mảnh đất kia, nhìn sau lưng phải chăng có giá trị gì, chúng ta còn chưa phát hiện." "Cái này?" "Sở tổng, khối này chúng ta không phải điều tra rất rõ ràng sao? Cho đến trước mắt cũng không có dư thừa giá trị." tổng giá trị cũng chính là ở 50-60 ức ở giữa. Thư ký không hiểu. Sở nhược tuyết lắc đầu. Ngươi không hiểu. Nếu như, Lâm Bắc phàm đoàn đội thật tại không đến một tháng thời gian bên trong, dùng 100 triệu nguyên đã kiếm được 3 tỷ, chứng minh đối phương ở đầu tư phương diện nắm giữ 10 phần độc ác ánh mắt. Như thế, bọn họ làm sao có thể sẽ để ý một khối không có cái gì tăng trưởng giá trị thổ địa. Đối phương có can đảm dùng tiền đầu tư, nói rõ khối này khẳng định có ngoài định mức giá trị, có một ít chúng ta không biết giá trị. Cho nên ta mới ngăn chặn hắn, dùng ba ngày thời gian điều tra rõ ràng, mới dễ đàm giá cả. Sở tổng anh Minh, ta cái này đi làm. Thư ký lui xuống. Một bên khác. Liễu như Mỹ đồng dạng không hiểu hỏi. Ngươi làm sao đang yên đang lành đột nhiên muốn mua đất? Dưới cái nhìn của nàng, Hoa món tiền khổng lồ mua đất hoàn toàn là chiếm dụng tiền tài, được trả bằng mất. Bằng bọn họ hiện tại tốc độ kiếm tiền, không đến 2-3 tháng thời gian, tiền tài thì gấp bội, cái này không sao mua một miếng đất thơm không? Chẳng lẽ mảnh đất kia còn có thể ngắn ngủi trong vòng 2-3 tháng gấp bội hay sao? Bây giờ nói ngươi cũng không tin, về sau ngươi liền hiểu. Lâm Bắc Phạm lắc đầu, cũng không có làm nhiều giải thích. Trên thực tế, khối này ở vào vùng ngoại thành, xem ra xác thực không có cái gì giá trị. Nhưng là mấy tháng về sau, quốc gia ngay tại mảnh đất kia cùng xung quanh thổ địa vẽ một vòng tròn, thành lập cấp quốc gia kinh tế khai phát khu, tiến hành trọng điểm chế tạo. Như thế, mảnh đất kia giá trị trong nháy mắt tăng vụt, trực tiếp lật ra gấp 2. Mặt khác, nếu như vây quanh mảnh đất kia chế tạo ra thương nghiệp đặc biệt khu, hàng năm đều có thể sinh ra mấy chục tỷ giá trị, đây quả thực là một cái siêu cấp tụ bảo bồn hiện tại không tiện nghi ra tay, còn chờ tới khi nào. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Người ở rễ lưu chủ sừng đăng tràng, miệng méo long vương nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bất quá, đối với có thể hay không đem khối này đất nắm bắt tới tay, Lâm Bắc Phàm cũng không ông mấy phần hy vọng. Bởi vì, sở nhược tuyết quá tinh minh rồi. Chỉ cần lộ ra một chút xíu manh mối, đều sẽ bị đối phương thật chặt bắt lấy. Đối phương nói muốn ba ngày thời gian cân nhắc, nói trắng ra là cũng là dùng ba ngày thời gian tiến hành điều tra, nhìn khối này phải chăng có ngoại định mức giá trị. Ở kiếp trước, Lâm Bắc Phạm liền không có đem khối này đất nắm bắt tới tay. Sau cùng biến thành song phương hợp tác. Đối phương cung cấp địa, Lâm Bắc Phạm cung cấp tiền tài, sau đó cùng nhau khai phát. Kể từ đó hai đi, song phương tự nhiên quen thuộc, quan hệ đúng chỗ, sau đó thì hắc hắc hắc. Bây giờ trọng sinh tương lai, Lâm Bắc Phạm tin tưởng, đối phương vẫn là sẽ đi lão lộ. Một bên khác. Trải qua một ngày thời gian, sở nhược tuyết vẫn là không có điều tra ra mảnh đất kia có giá trị gì. Ngược lại là Lâm Bắc Phạm năng lực cùng Lâm thì đầu tư công ty thực lực bị điều tra rõ ràng, đối phương đúng là ngắn mũi thời gian nửa tháng bên trong, kiếm lời 3 tỷ tiền tài. Chẳng lẽ là ta đang nghi? Sở nhược tuyết cao mày. Bọn họ tập đoàn ở bất động sản ngành nghề thâm canh nhiều năm, đối với các loại tin tức biến hóa, chính sách biến hóa đều rõ như lòng bàn tay, mười phần mẫn cảm, không có khả năng sau một cái nho nhỏ đầu tư công ty kém. Đối phương vậy mà bỏ được tán gia bài sản mua xuống khối này, chứng minh khối này khẳng định có to lớn giá trị. Nhưng bọn hắn lại đều không tra được, vậy liền phi thường kỳ quái. Lúc này, thư ký đi đến. Sở tổng, vừa mới đế đô long nha tư bản phát hàm tới, hỏi thăm gian nam mảnh đất kia phải chăng có chuyển tay cần, bọn họ nghĩ mua vào cái này một mảnh đất. Nhiều một cái người mua, cái này có ý tứ sở nhược tuyết khóe miệng có chút cong lên. Sau đó lại nhíu mày. Chỉ là Lòng nhà tư bản Tên có điểm lạ, để đô có dạng này một cái đầu tư công ty sao? Thư ký trả lời ngay. Căn cứ ta điều tra đến tin tức, lòng nhà tư bản là vài ngày trước vừa mới thành lập một cái đầu tư công ty. Bất quá, mặc dù mới vừa thành lập, nhưng là đăng ký tư bản vậy mà đi đến 100 ức, có thể nói là tiền tài hùng hậu bọn họ xí nghiệp công ty cổ phần lạ làm việc bên trong xem như so sánh nổi danh nghe xong thư ký giới thiệu về sau sở nhược tuyết đối thủ bên trong khối này càng thêm tò mò khối này đến cùng có giá trị gì thế mà để hai cái đầu tư công ty tranh đoạt đối phương mua vào khối này muốn làm cái gì ngươi hỏi sao hỏi nhưng là đối phương chỉ là hàm hồ nói dùng đến đầu tư cái khác không có bàn giao sở nhược tuyết có chút bực bội nàng cảm giác mình rõ ràng cầm lấy một cái bảo bối, kết quả lại cái gì cũng không biết. Loại cảm giác này làm nàng hết sức phát điên. Bất quá nghĩ nghĩ, lại không nóng nảy. Bảo bối nơi tay là nàng nắm giữ quyền chủ động. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, người đi đem chuyện này phân biệt báo cho Long nhà tư bản còn có lâm thị đầu tư công ty, thì nói đối phương cũng có mua sắm mục đích. Các ngươi người nào ra giá cao, ta thì cùng ai hợp tác vâng sở tổng chuyện này nhanh chóng truyền đến lâm bắc phàm trong lỗ tai lòng nha tư bản thứ ba cái nhân vật chính nhanh như vậy thì ló đầu lâm bắc phàm cười cái này thứ ba cái nhân vật chính là một cái người ở rễ chảy nhân vật chính cũng là bắt đầu đổ nước rửa chân một cái kia lại có một cái xưng hô miệng méo long vương đối phương vốn là một cái siêu cấp ẩn thế gia tộc công tử ca bởi vì vì gia tộc quy định ra đến rèn luyện, trong vòng 3 năm không được tiết lộ thân phận, không phải vận dụng gia tộc thế lực. Sau này, hắn gả vào một cái tiểu hào môn, trở thành người ở rễ. Mỗi ngày muốn cho lão bà cùng mẹ vợ đổ nước rửa chân, trải qua 10 phần biệt khuất sinh hoạt. Làm 3 năm kỳ hạn đến thời điểm, hắn nghĩ mở mày mở mặt, hắn muốn đem đi qua tất cả mọi thứ ủy khuất tất cả đều trút xuống. Lúc ấy, Lâm bắt phàm theo hắn bên người đi qua có lẽ là Lâm Bắc Phàm phản phái khí chất hấp dẫn hắn, sau đó liền muốn ở Lâm Bắc Phàm trước mặt trang bức đánh mặt. Kết quả, bị Lâm Bắc Phàm một chưởng vỗ chết. Đối phương không phục, tiếp tục tìm Lâm Bắc Phàm phiền phức. Sau đó, lại bị một chưởng vỗ chết. Thì bởi như vậy hai đi, thế lực của đối phương, cùng sau lưng gia tộc, đều bị Lâm Bắc Phàm phá hủy. Mà hắn sau cùng cũng bị nhà mẹ để đuổi ra khỏi cửa, liền người ở rễ thân phận đều giữ không được ở chỗ có nhân vật chính bên trong, đối phương là cho Lâm Bắc Phạm uy hiếp lớn nhất một vị. Bởi vì đối phương không chỉ có cường đại gia tộc thế lực, đồng thời bản thân cũng nắm giữ cường đại võ lực, lại thêm thiên đạo phù hộ, trên cơ bản thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc lại gặp phải Lâm Bắc Phạm cái này hỗn thế ma vương, tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn. Đối phương lại muốn mua vào giang nam mảnh đất kia. Vậy thì có ý tứ. Phải nói, sống lại sau khi sinh hoạt càng ngày càng có ý tứ, mỗi cái nhân vật chính đều không theo lẽ thường ra bài, vô cùng có ý tứ. Lâm Bắc Phàm càng thêm hưng phấn. Làm từng bước sinh hoạt có ý gì? Có khiêu chiến mới có ý tứ. Nhất là đem các nhân vật chính đùa bẩn tại lòng bàn tay thời điểm, loại cảm giác này thích nhất. Ta nhất yêu mến bọn ngươi không quen nhìn ta lại làm không rơi bộ dáng của ta. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cái kia nam nhân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một bên khác, lòng nha tư bản cũng nhận được tin tức. Cái gì? lâm thị đầu tư công ty lâm bắc phàm cũng coi trọng mảnh đất kia rồi long nha tư bản tổng bộ văn phòng một cái suất khí bức người thanh niên nghe được tin tức này về sau chấn kinh đến trong tay ly rượu đỏ đều ngã xuống loại rượu vẫy xuống đầy đất chờ một chút ta đã trọng sinh hắn cũng không biết ta không muốn chính mình hoảng sợ chính mình lâm bắc phàm cái này hỗn thế ma vương không có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi một lần nữa lên tinh thần nhưng là hai mắt lại bắn ra cừu hận mãnh liệt tên của hắn gọi là triệu thiên là một cái người trùng sinh trước khi trùng sinh hắn là một cái tiểu hào môn người ở rễ mỗi ngày đều cho mẹ vợ cùng thê tử đánh nước rửa chân chiếu cố bọn họ ăn ở trải qua mười phần biệt khuất sinh hoạt nhưng là vụng trộm hắn nhưng thật ra là ẩn thế gia tộc triệu gia đương đại người thừa kế nói trắng ra là cũng là đỉnh cấp công tử ca nhất lưu nhân vật Gia tộc Lịch Luyện có quy định, trong vòng 3 năm hắn không thể tiết lộ chính mình bất kỳ tin tức gì, càng không thể vận dụng gia tộc một chút xíu năng lượng. Sau đó, hắn cứ như vậy khổ cực nấu 3 năm. 3 năm kỳ hạn đến, hắn cuối cùng cầm lại quyền thế của mình. Đang chuẩn bị muốn mở mây mở mặt thời điểm, thê tử của hắn vậy mà mười phần ngưỡng mộ nhìn lấy một người nam tử, để hắn thập phần khó chịu. Sau đó, hắn thì vận dụng năng lực của mình tiến lên đánh mặt Vậy hắn làm người như thế nào? Không nghĩ tới A, à, cái này mở ra hắn bi thảm cả đời. Cái này nam tử trẻ tuổi xem ra như thế thường thường không có gì lạ, lại là một cái thâm tạng bất lộ cao thủ. Đang lúc trở tay đem hắn cho trấn áp xuống tới, còn ba ba đánh mặt của hắn, để hắn ở thê tử cùng trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Hắn không phục, đều dùng quyền thế của mình triển khai trả thù. Kết quả không nghĩ tới, đối phương quyền thế càng lớn, thủ đoạn càng kinh người hơn. Không chỉ có phá hủy hắn chỗ có sự nghiệp, còn đem gia tộc sau lưng của hắn cùng nhau phá hủy, để hắn đã mất đi hết thảy. Sau cùng, hắn còn bị thê tử đuổi ra khỏi cửa, triệt để không có gì cả. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cái kia nam nhân. Năm mộng cũng nhớ vết hắn. May mắn chính là, hắn trọng sinh, trở lại lúc đầu thời điểm, hết thảy còn kịp đền bù. Còn có thể hung hăng trả đũa cái kia nam nhân cho nên trọng sinh trở về sau thứ nhất sự kiện chính là đi ngươi mụ ước hẹn ba năm ông đây mặc kệ hắn lập tức cầm lại quyền thế của mình thành lập long nhà tư bản ta muốn tự tay từng giờ từng phút cướp đi cái kia nam nhân hết thảy vô luận sự nghiệp gia tộc vẫn là nữ nhân để hắn giống chó mất chủ một dạng phủ phục ở ta dưới chân cho nên làm công ty thành lập về sau hắn lập tức không kịp chờ đợi liên hệ lệ thành tập đoàn muốn đem mảnh đất kia sớm giành lại đến, ngăn chặn hắn bay lên con đường. Nhưng là không nghĩ tới, cường nhân của hắn Lâm Bắc Phàm cũng đã để mắt tới mảnh đất kia. Ta chỉ có thể nói, không hổ là ngươi, tài chính cự tử Lâm Bắc Phàm. Triệu Thiên Thanh âm bên trong tràn đầy kiên kỵ. Hắn tuy nhiên rất chán ghét Lâm Bắc Phàm người này, nhưng là cũng không khỏi không bội phục Lâm Bắc Phàm năng lực. Lúc trước, hắn vì đối phó Lâm Bắc Phàm đã điều tra Lâm Bắc Phàm tư liệu phát hiện đối phương quả thực cũng là đầu tư giới tuyệt đỉnh thiên tài. Mua cái gì cổ phiếu, cái gì cổ phiếu thì tăng. Đầu tư cái gì, cái gì thì hỏa. Đối phương thì nương tựa theo tinh chuẩn ánh mắt còn có đầu tư xuất giác, ở ngắn ngủi mấy năm thời gian, chế tạo ra giá trị mấy vạn ức thương nghiệp đế quốc, đứng ở thế giới đỉnh phong. Mà lại, đối phương tốt giống năng lực gì đều tinh thông, toàn thân trên dưới xem ra không có chút nào khuyết điểm. Hoàng Mỹ gần như không như một người. Lúc ấy, không chỉ có hắn bại bởi Lâm Bắc Phàm, có mấy cái tài năng xuất chúng người trẻ tuổi cũng đồng dạng thua cho hắn. Không chỉ có sự nghiệp không có, nữ nhân cũng không có. Tương đương thê thảm. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua. Triệu Thiên nắm chặt nắm đấm. Hắn trọng sinh, biết được lấy thế giới tương lai phát triển hết thảy, có thể lấy được được tiên cơ lại dựa lưng vào triệu gia, nắm giữ kinh khủng tư bản cùng quyền thế. Cái này vì hắn cuộc khởi bình định tất cả đường. Mà đối phương, trước mắt chỉ là một cái không ra gì tiểu nhân vật mà thôi. Chính mình dựa vào cái gì thất bại. Càng nghĩ, triệu thiên càng thông dong tự tin lên, khóe miệng không kìm hãm được lệch ra lên, ha ha cười lạnh. Lâm Bắc phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu động thủ. Ta muốn đoạt đi ngươi hết thảy, trước theo mảnh đất kia bắt đầu. Người tới. Hắn lớn tiếng kêu to một tiếng. Cửa mở ra, một đám người áo đen cọc cọc đi đến, chắp tay đồng nói. Long vương, có gì phân phó? Thông tri phía dưới người, nói cho bọn hắn, lệ thành mảnh đất kia, ta nhất định phải được. Vô luận hoa giá lớn bao nhiêu, muốn đem nó mua cho ta xuống tới. Triệu Thiên nói năng có khí phách nói. Vâng, Long Vương. Mọi người đồng nói, sau đó chỉnh tề lui ra ngoài. a, à, Lâm Bắc Phàm, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành. Triệu Thiên miệng méo cười lạnh, hết sức tự phụ. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 45. Người ngốc, nhiều tiền, mau tới. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lễ thành tập đoàn rất nhanh thu đến Long Nha Tư Bản hồi phục. Long Nha Tư Bản, báo giá 80 ức. Sở nhược tuyết kinh ngạc, không nghĩ tới Long Nha Tư Bản bỏ được hoa 80 ức, đến mua hạ trên tay nàng khối này. Phải biết, lúc trước bọn họ tập đoàn vì mua xuống khối này, chỉ tốn 60 ức nguyên mà thôi cái này xoay tay một cái, thì kiếm lời 20 ức. Hoàn toàn có thể giải quyết hắn hiện tại tiền tài thiếu vấn đề. Thậm chí còn hơi có lợi nhuận. Đối phương thế mà bỏ được dùng nhiều 20 ức, xem ra khối này có rất lớn lợi ích có thể đồ, càng không khả năng tùy tiện bán. Sở nhược tuyết tâm lý nhiều hơn mấy phần tính toán. Lâm thị đầu tư công ty đâu? Lâm Bắc Phàm có cái gì hồi phục không có? Thư ký trả lời trước mắt cũng không có. Người đi đem Long Nha tư bản báo giá báo cho Lâm Thị đầu tư công ty, ta cũng không tin bọn họ còn ngồi được vững. Vâng, sở tổng. Đến ngày thứ hai. Sở nhược tuyết nhìn không được hỏi. Lâm Thị phía bên kia có phản ứng hay chưa? Thư ký trả lời. Trước mắt cũng không có. Sở nhược tuyết tâm lý hơi có chút thất vọng. Thư ký. Bất quá. Bất quá cái gì? sở nhược tuyết ngẩng đầu lên. Thư ký. Có điều, lòng nhà tư bản bên kia lại báo giá đến đây, báo giá 85 ức, nhiều năm ức. Sở nhược tuyết chấn mộng. Chính mình cũng không có gì phản ứng, đối phương thế mà đem giá cả hướng chỗ cao báo, một thêm cũng là năm ức, không đem tiền làm tiền A. Đến cùng là người ngốc, vẫn là khối này thật có thể có lợi. Ngươi lại đem tình huống này báo cho Lâm Thị. Vâng, sở tổng lại qua một ngày. Sở nhược tuyết lại nhìn không được hỏi. Lâm Bắc Phàm bên kia có phản ứng gì sao? Thư ký. Vẫn là không có. Nhưng là Long Nha tư bản bên kia lại báo giá đến đây, báo giá 90 ức. Sở nhược tuyết. Ngoa tao. Nàng hiện tại cũng bị Long Nha tư bản cật nhã thao tác chấn hương tê. Một ngày này thêm năm ức. Quả thực cũng là công khai nói cho ngươi, người ngốc nhiều tiền mau tới. Làm đến nàng cũng có chút động tâm, lập tức đem khối này bán đi, làm cho 90 ức tiền mặt trở về. Nhưng là lý tính nói cho nàng, tuyệt đối không thể như vậy mà đơn giản bán đi. Đối phương bỏ được hoa 90 ức, chứng minh khối này giá trị xa xa vượt qua 90 ức. Hiện đang bán đi, sẽ thua lỗ lớn. Lại đem tình huống này báo cho Lâm Thị. Thư ký. Vâng, sở tổng. Chờ một chút, ta tự mình gọi điện thoại hỏi hắn. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, trong điện thoại truyền đến Lâm Bắc Phạm Thanh Âm. Sở Tổng, chuyện gì, làm phiền ngươi gọi điện thoại tới. Sở Nhược Tuyết tức giận. Còn có thể sự tình gì? Đương nhiên là Giang Nam mảnh đất kia sự tình. Hiện tại Long Nha tư bản báo giá đã đi đến 90 ức, tràn giá vượt qua 50%, nhìn đến ta đều phi thường tâm động thì chờ các ngươi bên kia trả lời chắc chắn các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào mua vẫn là không mua cho cái tin a à. lâm bắt phàm một câu nhẹ nhàng mà nói truyền đến có ý nghĩa sao ngươi căn bản là không có dự định bán sở nhược tuyết lông mày nhảy một cái cảm giác bị nói trúng tâm sự mạnh miệng mà nói ai nói ta không bán chỉ là giá cả còn không có lệnh ta hài lòng cho nên ta dự định chờ một chút nhìn nhìn ý kiến của các ngươi cái kia ta hiện tại minh xác nói cho ngươi ta không mua ngươi đi tìm long nha đi sở nhược tuyết nếu như không có chuyện gì điện thoại cúp sở nhược tuyết đáng giận sở nhược tuyết cắn chặt ngươi răng cảm giác mình giống như bị đối phương nắm gắt gao sở nhược tuyết vội vàng nói chờ một chút trước không muốn tắt điện thoại ta có một việc muốn hỏi ngươi lâm bắt phàm nói. Sở nhược tuyết. Ngươi cùng Long nha tư bản đều coi trọng mảnh đất kia, mảnh đất kia đến cùng có giá trị gì? Có thể hay không nói cho ta biết, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Bắc Phàm Ngươi đi hỏi Long nha đi, đối phương vậy mà bỏ được dùng tiền, khẳng định cũng biết này giá trị. Sở nhược tuyết Hỏi, đối phương không nói. Lâm Bắc Phàm Vậy ta thì thương mà không giúp được gì, gặp lại điện thoại dập máy, Lâm Bắc Phàm chủ động. Sở Nhược Tuyết khí muốn vứt bỏ điện thoại di động. Cảm giác từ khi đụng tới Lâm Bắc Phàm về sau, liền không có gặp được qua chuyện tốt. Đón lấy, Sở Nhược Tuyết tự giam mình ở trong văn phòng, suy nghĩ chuyện này lợi và hại. Sau đó không lâu, thư ký đi đến. Sở Tổng, Long Nha tư bản bên kia lại báo giá, lần này là 9 năm ức. Sở Nhược Tuyết phất phất tay để bọn hắn không muốn lại báo giá khối này chúng ta không bán bao nhiêu tiền đều không bán chúng ta muốn tự mình khai phát thư ký kinh ngạc tự mình khai phát thế nhưng là sở tổng chúng ta không có tiền cho nên chúng ta cần một vị có tiền chiến lược hợp tác người sở nhược tuyết mỉm cười lâm thị đầu tư tập đoàn lâm bắc phạm cũng là một cái rất không tệ hợp tác đồng bọn thư ký càng thêm kinh ngạc sở tổng vì cái gì bỏ qua thành ý tràn đầy long nha tư bản, mà đi cùng Lâm Bắc Phạm hợp tác. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio sở nhược tuyết mỉm cười ta lựa chọn lâm bắc phàm đương nhiên là dựa vào tối ưu cân nhắc thứ nhất so với vừa mới xuất hiện long nha tư bản chúng ta đối lâm bắc phàm càng thêm quen thuộc tất cả mọi người là ở ma hải trong hội lẫn vào ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp tuyển người hợp tác đương nhiên là tuyển người quen càng thêm khiến người yên tâm thứ hai lâm bắc phàm có tiền càng thêm có tiền đồ đối phương có thế tại không đến thời gian một tháng bên trong, đem 100 triệu tư bản lật đến mười mấy cái ức, chứng minh đối phương ở đầu tư phương diện có kinh người tài hoa. Chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn, đối phương tất nhiên sẽ trở thành ma hải, thậm chí cả nước đỉnh cấp đại ngàn. Tuyển người hợp tác, đương nhiên muốn chọn có tiền đồ. Mặt khác, còn có một chút không thể không thừa nhận, theo toàn cầu kinh tế tiếp tục đê mê, chúng ta bất động sản ngành nghề càng ngày càng khó nấu, xoay tiền cũng càng ngày càng khó khăn, tương lai còn không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Nhưng là, nếu như có thể cùng Lâm Bắc Phạm đáp lên quan hệ, chúng ta thì có cơ hội từ trên người hắn vay đến tiền tài, làm dịu thế cục trước mắt, đây đối với tập đoàn chúng ta phát triển là phi thường có lợi, thậm chí còn có thể thực hiện lần thứ hai bay lên. Thứ ba, Lâm Bắc Phạm là Lâm Thị tập đoàn người thừa kế, chúng ta cùng Lâm Bắc Phạm hợp tác, kỳ thực cũng là cùng Lâm Thị tập đoàn hợp tác, lâm thì tập đoàn là hoàn toàn không kém hơn tập đoàn chúng ta bản địa tập đoàn ở bản địa đều rất có năng lượng ảnh hưởng to lớn mạnh như thế cường hợp tác chẳng lẽ không so long nha tư bản càng thêm có lợi sao cho nên lựa chọn cùng lâm bắc phạm hợp tác chỗ tốt nhiều lắm so sánh với nhau long nha tư bản ngoại trừ trả thù lao còn có thể cho cái gì thì ra là thế sở tổng ngươi thật là mưu tính sâu xa thư ký chụp cái mông ngựa đối với cái này một cái mông ngựa sở nhược tuyết cực kỳ hưởng thụ nhưng là ngay sau đó nàng đột nhiên nhớ tới lâm bắc phạm cái kia một trương xấu xa vẻ mặt vui cười biến đến khí khổ lên nghiến răng nghiến lợi đáng giận sẽ không phải sớm đã bị hắn xem thấu a à? lúc này nàng nhận được một cái tin nhắn ngắn sở tổng buổi tối có thời gian không chúng ta cùng đi ăn tối thương thảo hợp tác công việc thế nào cái này cái tin nhắn nhắn là lâm bắc phàm sở nhược tuyết khí vỗ bàn đáng giận thật bị hắn xem thấu vốn là nghĩ để điện thoại di động xuống không để ý tới nhưng là cho tới nay không có nhận qua cái này cái tin nhắn ngắn. nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là cầm điện thoại di động lên phát bốn cái chữ trở về thời gian địa điểm ta đây là vì công tác hư buổi tối hai người tới một hoàn cảnh ưu nhã nhà ăn bên trong. Còn chưa có bắt đầu ăn cơm, nàng trực tiếp ngã bài, biểu thị chỉ xuất địa, nhưng là một phân tiền đều không ra. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, muốn đem khối này đất hoàn toàn kiến thiết lên, chỉ ít cần 150 ức tiền tài. Kết quả đối phương một phần đều không ra, thật sự là khá lắm. Mặt khác, đối phương còn biểu thị. Muốn trước lãi tức thấp vay cho nàng một khoản tiền, ước chừng 10 ức tiền tài, để cho nàng vượt qua trước mắt cửa ải khó. Lâm Bắc Phạm ánh mắt sâu kín nhìn lấy nàng. Sở tổng, ngươi bộ dáng này sẽ không có bằng hữu. Nhìn đối phương u oán ánh mắt, sở nhược tuyết có chút tiểu đắc ý, đây chính là điều kiện của ta. Ai bảo ta tập đoàn không có tiền đâu, ngươi không trước giúp ta vượt qua cửa ải khó, chúng ta làm sao khai phát khối này, ngươi nói đúng hay không? Lâm Bắc Phạm nhẹ gật đầu. Được vậy chúng ta cứ dựa theo quy định đến, cái này 150 ức, chúng ta ra. Sở nhược tuyết nheo mắt. 150 ức, cư nhiên như thế hời hợt theo trong miệng hắn nói ra. Nhìn không được hỏi. Ngươi thật cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Lâm Bắc Phạm lắc đầu. Hiện tại không được. Sở nhược tuyết nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi. Hiện tại ta chỉ có 40 ức, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy sở nhược tuyết. Phốc. Đó là cho ta gần hai tháng, hẳn không có vấn đề. Dù sao cái này 150 ức là phân hai năm chậm rãi phát xong, trung bình một tháng không đến 10 ức, không cần phải gấp. Sở nhược tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Mới mấy cái ngày thời gian, ngươi lại kiếm 10 ức. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi. Tốc độ này đã rất chậm, có được hay không? Lúc trước dịp lão đệ ở thời điểm, không đến hai ngày liền giúp ta kiếm lời mười ức thật hoài niệm dịp lão đệ ở thời gian sở nhược tuyết phốc giờ này khắc này vì tiền chạy ngược chạy xuôi cầu gia gia cáo bà ngoại sở nhược tuyết trong lòng tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận mấy ngày kiếm lời mười ức còn ngài chậm cẩu đại hộ trước tiên nói rõ cái này một trăm năm mươi ức ta ra tính tiếng cổ quyền thành bản bên trong mà ngươi mảnh đất kia thì lại lấy 60 ức giá cả tính tiếng cổ quyền thành bản bên trong. Sau cùng lợi ích, cứ dựa theo cái tỷ lệ này phân phối. Sở nhược tuyết dơ chân. Dựa vào cái gì? Long nha tư bản bỏ vốn chín năm ức, ta đều không đáp ứng. Dựa vào cái gì muốn ấn 60 ức kế tính? Cổ này quyền lợi ích thế nhưng là trọng điểm A. Hiện tại thiếu tính một điểm, tương lai liền sẽ thua thiệt rất nhiều. Lâm Bắc Phàm bày ra mở tay ra vậy ngươi cũng có thể đi tìm Long Nha hợp tác nha, ta lại không ngăn đón ngươi. Bất quá, xảy ra sự tình tuyệt đối không nên trách ta. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là Lâm Bắc Phạm cái này hoa hoa đại thiếu chơi ngán chân. Đối phương là địa đầu xà, nghĩ gây sự rất dễ dàng. Đây chính là vì cái gì, sở nhược tuyết càng thêm nguyện ý cùng Lâm Bắc Phạm hợp tác nguyên nhân. Chí ít sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đáng giận sở nhược tuyết nghiến răng nghiến lợi. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Các ngươi hai cái phản đồ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau cùng, sở nhược tuyết dựa vào lý lẽ biện luận, lâm bắt phạm cuối cùng nhả ra, làm cho đối phương quyền lợi tăng lên tới 6 năm ức. Nhưng điều kiện là, đối phương không chỉ có muốn xuất địa, mà lại muốn xuất người không có cách, lâm bắt phạm ở bất động sản phương diện hoàn toàn không quen. Nhưng là đối phương lệ thành tập đoàn là lâu năm bất động sản khai phát công ty, không có phi thường hoàn thiện khai phát hệ thống, càng có to lớn chuyên nghiệp kiến trúc công trình đội ngũ, cho nên chỉ có thể làm cho đối phương chiếm điểm tiện nghi. Nhưng là, Sở Nhược Tuyết vẫn như cũ cảm thấy mình thua thiệt lớn. Giống như ở trên người nàng đào thịt giống như, mười phần đau lòng nói ra như thế một điểm lợi ích đều cùng ta tiểu nữ tử này tranh giành ngươi người này thật là không có một chút phong độ thân sĩ lâm bắc phàm chững chạc đàng hoàng nói Ngươi đây còn thật nói đúng người khác bình thường đều gọi ta hoa hoa đại thiếu phú nhị đại bại gia tử cái gì loạn bảy tám hỏng bét xưng hô đều có chính là không có người nói ta là thân sĩ sở nhược tuyết nàng sờ lấy bằng phẳng cái bụng nói đồ ăn xong chưa nhanh chết đói lâm bắc phàm ấn kêu gọi khí cụ không đến một chút thời gian đồ ăn tất cả đều dân đủ sở nhược tuyết con mắt lập tức thẳng sương xào chua ngọt hấp thạch ban ngư chua cây việt bác bảo như ý canh oà wow. đây đều là ta thích ăn đồ ăn nha làm sao ngươi biết ta thích ăn những thứ này lâm bắc phàm mỉm cười mời sở tổng nói chuyện làm ăn nếu là không làm điểm chuẩn bị sao được hiện tại ta với thân sĩ đi nhìn lấy lâm bắc phàm nụ cười sáng lạn sở nhược tuyết cảm giác tim bị va chạm nhịp tim đập nhanh vẫn chậm một nhịp sắc mặt đỏ lên cúi đầu xuống cũng tạm được cũng tạm được đón lấy hai người tự nhiên là đại bảo lộc ăn một bên khác long nha tư bản thứ ba nhân vật chính triệu thiên nhận được lệ thành tập đoàn cự tuyệt hồi phục trực tiếp mộng rơi mất Lệ thành tập đoàn, thế mà cự tuyệt ta. Không chỉ có cự tuyệt ta, còn quay người cùng Lâm Thị đầu tư công ty hợp tác. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ta cho không đủ nhiều sao? Triệu Thiên nghĩ không thông, hắn cho điều kiện xem như so sánh hậu đãi, cái kia chuyển phát nhanh trước mắt giá trị nhiều nhất cũng là 60 ức, hắn cho đến 90 ức trở lên, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Không đủ, hắn còn có thể lại thêm A. Dù sao về sau khối này sẽ mang đến cho hắn số 10 lần ít lợi. Cho thêm một điểm tiền tính toán cái gì? Mà lại, còn có thể thừa cơ đánh bại cừu nhân Lâm Bắc Phàm, theo trong miệng hắn đoạt thức ăn, sao lại không làm? Coi như đối phương không muốn bán, hắn cũng là tối ưu người hợp tác nha. Như thế một người có tiền lại hào phóng người hợp tác không thơm sao? Nhân vật chính Triệu Thiên đệ lại hỏa khí hỏi. Ngươi cùng Lễ Thành bên kia bàn giao hay chưa? coi như không bán chúng ta cũng có thể cùng nhau hợp tác khai phát hắn có đất ta có tiền đây không phải vừa tốt sao nói nhưng là đối phương vẫn là cự tuyệt trước mặt hắn một người trung niên vẻ mặt đau khổ triệu thiên có chút tức giận cùng bực bội không nghĩ tới sau khi trùng sinh lần thứ nhất đối lâm bắc phạm xuất thủ kết quả lại lấy thất bại kết thúc để hắn nhớ lại trước khi trùng sinh bị lâm bắc phạm chi phối khủng bố thực tế để hắn vô pháp tiếp nhận. Chẳng lẽ sống lại sau khi, lại muốn thua ở lâm bắc phàm trên tay? Hắn phất phất tay. Người đi xuống trước đi, ta thật tốt suy nghĩ một chút. Vâng, Long Vương. Triệu Thiên đem chính mình quan trong phòng làm việc, chăm chú nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh bạch chính mình thua nguyên nhân. Đối phương có tiền, lại là ma hải địa đầu xà, sau lưng lại có lâm thị tập đoàn chỗ dựa nếu như đem hắn đặt ở lệ thành tập đoàn vị trí bên trên, khẳng định cũng sẽ ưu tiên lựa chọn cùng Lâm Bắc Phàm mà không phải cùng hắn cái này ngoại lai tư bản hợp tác. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn một lần nữa giấy lên lòng tin, miệng méo nghiêng cười. Lâm Bắc Phàm ngươi quả nhiên không thể coi thường. Ta thừa nhận, ta sau khi trùng sinh có chút bành trướng, xem thường ngươi, coi là có thế bằng vào trọng sinh ưu thế thuận buồm xuôi gió. Nhưng là lần này, sẽ không sẽ đem ngươi trở thành chân chính địch nhân đối đãi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn quát to một tiếng. Ngươi tới. Lập tức có một loạt người áo đen đi đến, trăm miệng một lời, đều nhịp mà nói. Long Vương, có gì phân phó? Hiện tại, các ngươi lập tức đi cho ta điều tra Lâm Bắc Phạm, Lâm Thị đầu tư công ty cùng sau lưng Lâm Thị tập đoàn. Cho ta thử một chút chầm chầm nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả tin tức tư liệu đều không thể bỏ qua. Vâng, Long Vương. Chúng người áo đen đáp. Sau ba tiếng, một phần kỹ càng tư liệu hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Ở tất cả tin tức bên trong, hắn chú ý tới hai người, tức giận đến nỗi trận lôi đình. Tiêu thần. Diệp tinh thần. Các ngươi hai cái phản đồ. Tiêu thần, ngươi vị hôn thê đều bị người khác cướp đi, sự nghiệp của ngươi đều bị đối phương đã kích, ngươi thế mà còn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dịp tinh thần, ngươi càng quá phận. Bạn gái của ngươi đều bị người ta cướp đi, tất cả huynh đệ thuộc hạ tất cả đều bị hắn đưa vào đại lao, ngươi thế mà còn giúp hắn kiếm tiền, còn kiếm lời mười mấy cái ức. Hai cái siêu cấp kẻ phản bội. Ta xấu hổ cho các ngươi đồng bọn. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 48. Ta nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi liền đem ta cho lục rồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Triệu thiên tâm lý tràn đầy lửa giận. Bởi vì hắn đời này ghét nhất cũng là phản đồ. Tuy nhiên, tiêu thần cùng dịp tinh thần hai người cũng không phải là thuộc hạ của hắn, nhưng là ở trùng sinh chi trước, bọn họ đều cùng một chỗ đối kháng qua lâm Bắc phạm cái này đại ác ma, xem như nửa cái minh hữu. Bây giờ, bị minh hữu lưng gai, tâm lý làm sao lại dễ chịu. Tiêu thần Dịp tinh thần Đọc ở quá khứ tình nghĩa lên, ta tạm thời thả các ngươi một ngựa. Nhưng là, nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc, vậy ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Triệu Thiên cầm trong tay ly rượu đỏ, đưa lưng về phía mọi người. Cho ta chầm chầm lâm bắt phàm cùng lâm thị đầu tư công ty nhất cử nhất động, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức hồi báo. Vâng, Long Vương. Đại gia đồng nói. Một bên khác, trải qua mấy ngày nữa tâm lý liệu thương, thứ hai nhân vật chính dịp tinh thần cuối cùng trở về. Dịp tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Dịp tiên sinh, nghỉ ngơi trở về, xem ra thực sản khoái. Chúng ta có thể mong mỏi ngươi trở về đâu? Trên đường, tất cả đều là nhiệt tình chào hỏi người, dịp tinh thần cười hiếp mắt đáp lại. Trải qua mấy ngày nữa thời gian khôi phục nguyên khí, hắn đã khôi phục lại cũng coi như suy nghĩ minh bạch hắn chỗ lấy làm sao ném thì làm sao kiếm tiền không phải lâm bắc phạm vận khí tốt mà chính là vận khí của hắn tốt bởi vì hắn là một tên người trùng sinh là nhân vật chính cấp nhân vật toàn bộ thế giới đều là vây quanh hắn chuyển vận khí tự nhiên bạo rạp cho nên làm sao cầm thì làm sao kiếm tiền chỉ là không cẩn thận đến giúp lâm bắc phạm mà thôi không có cách thân là nhân vật chính ta cũng là ngưu bức như vậy nghĩ rõ ràng điểm này về sau cả người hắn đều thoải mái hơn nhẹ nhõm nhiều cho nên về sau thiếu thao tác một điểm là được rồi đồng thời còn có thể bằng vào thân phận của ta bây giờ cùng địa vị tiến một bước lấy được tín nhiệm của hắn sau đó lừa gạt hắn trọng điểm đầu tư những cái kia tất thua thiệt ngành nghề để hắn một lần cả gốc lẫn lãi phun ra hắn cũng là mang theo phần này tốt tâm tình đến đến công ty nhìn lấy mỹ nữ tiếp tân nhìn không được buổi chiều cười hỏi mấy ngày nay lại kiếm tiền sao đại gia cười đến vui vẻ như vậy dịp tiên sinh tốt chúng ta mấy ngày nay xác thực kiếm lời một chút tiền ngươi không có ở đây thời gian chúng ta ở lâm tổng suất lĩnh dưới lại kiếm mấy tỷ mỹ nữ tiếp tân cười hít mắt nói dịp tinh thần nghe gật gật đầu lâm bắt phàm người này tuy nhiên chán ghét nhưng là ở tài chính đầu tư lĩnh vực xác thực rất ngưu bức nhưng là cùng hắn cái này thiên mệnh chi tử so ra vẫn là không so được mấy ngày mới kiếm lời mười cái ức. Cùng hắn cái này tầm vài ngày kiếm lời mười mấy cái ức người so ra, kém xa. Có điều, mọi người chúng ta đều mong mỏi dịp tiên sinh ngươi trở về đâu. Bởi vì ngươi ở thời điểm, để cho chúng ta kiếm lời tiền nhiều hơn. Thì ngay cả chúng ta lâm tổng suốt ngày lẩm bẩm, không có ngươi không được. Câu nói này để dịp tinh thần cực kỳ hưởng thụ. Nhìn xem, đây chính là thiên mệnh chi tử đại ngộ, vô luận đi đến nơi nào đều có thụ thổi phòng chuyện không có biện pháp A. À? Có điều, chúng ta tránh thức cao hứng không là bởi vì chuyện này. Mỹ nữ tiếp tân bổ sung một câu. Ồ, còn có thể là bởi vì cái gì sự tình? Nói nghe một chút. Dịp tinh thần tò mò. Dịp tiên sinh, ngươi không có ở đây thời gian, chúng ta lâm tổng đã cùng lệ thành tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc sở nhược tuyết cùng một tuyến, quyết định cộng đồng hợp tác khai phát giang nam cái kia một mảnh đất. Mỹ nữ tiếp tân mặt mày hớn hở mà nói. Căn cứ Lâm Tổng nói, mảnh đất kia tương lai lại là một cái tụ bảo bồn, sẽ mang đến cho ta liên tục không ngừng phong phú lợi ích. Công ty phát triển càng ngày càng tốt, cho nên chúng ta đều cao hứng phi thường. Dịp tiên sinh, người nói đây có phải hay không là một tin tức tốt? Nhân vật chính dịp tinh thần nghe xong, tầm tính lập tức nổ. Thế này sao lại là tin tức tốt gì? căn bản chính là hỏng không thể lại hỏng tin tức. Ngoà tao. Tốt ngươi cái lâm bắt phàm. Ta thì đi về nghỉ mấy ngày, ăn lẩu hát cái ca, ngươi quay đầu liền đem ta cho lục rồi. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xanh rơi, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì ở kiếp trước, hai người bọn họ cũng là bởi vì cái này khối này tiến tới cùng nhau. Đối phương nương tựa theo hoa ngôn xảo ngữ, đem hắn nữ nhân yêu mến lừa gạt đến tay mà hắn chiến thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối phương vùi đầu vào địch nhân trong lòng ngực, bất lực. Trọng sinh trở về, hắn vốn là dự định trước giải quyết lâm bắt phạm cái kia đại cừu nhân, sau đó lại cùng người mình yêu mến sở nhược tuyết sông túc sông tê, sinh một cái mập mạp tiểu tử, qua lên chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên sinh hoạt. Ai có thể nghĩ tới, còn chưa kịp báo thù, đáng chết hỗn đảng lại mang cho ta một đỉnh lại xanh lại sáng cái mũ hơn nữa còn là đồng dạng đỉnh đầu nón xanh. Lâm Bắc Phàm, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nghĩ tới đây, hắn không sống được, vô cùng lo lắng xông vào trong công ty. Dịp tiên sinh, ngươi đi nơi nào? Ta đi tìm Lâm Tổng, có chuyện trọng yếu nói. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Dịp lão đệ là ngươi cho ta dũng khí. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dịp tinh thần phịch một tiếng, xông vào Lâm Bắc Phạm văn phòng. Lâm Tổng, nghe nói ngươi chuẩn bị cùng lệ thành tập đoàn hợp tác, khai phát gian nam mảnh đất kia. Lâm Bắc Phạm vui mừng nói. Dịp lão đệ, ngươi về đến rồi vốn còn muốn đem cái tin tức tốt này tự mình báo cho ngươi không nghĩ tới ngươi sớm biết không sai chúng ta xác thực chuẩn bị cùng lệ thành tập đoàn hợp tác dịp tinh thần cúng cuồng lâm tổng tuyệt đối không thể nha lâm bắc phạm nghi hoặc vì cái gì không được lâm tổng hiện tại toàn cầu kinh tế đều ở suy yếu bên trong làm dựa vào tiền tài thúc đẩy bất động sản ngành nghề đứng mũi chịu sào chúng ta lúc này tiến vào bất động sản ngành nghề, phi thường được trả bằng mất. Kỳ quái, trước đó ngươi không phải đề nghị ta đầu tư bất động sản sao? Dịp tinh thần. Dịp tinh thần lập tức đánh mặt nói. Trước đó ta xác thực đề nghị, nhưng là ta sau này nghĩ nghĩ, phát hiện bất động sản ngành nghề thật không được. Nhất là giang nam mảnh đất kia, ở vào thành thị vùng ngoại thành, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, căn bản cũng không có đầu tư giá trị chúng ta làm gì muốn đem tiền hoa tại dạng này một khối phá địa lên mảnh đất kia trước mắt mà nói xác thực không có cái gì giá trị nhưng là tương lai thì không nhất định lâm bắc phàm mở ra một trương thành thị địa đồ ngươi nhìn đây chính là chúng ta ma hải thành phố địa đồ bên này tất cả bình chỗ ban đầu có thể nói trên cơ bản đều đã mở phát xong chỉ còn lại có giang nam cái này một khối địa phương chúng ta ma hải làm cả nước kinh tế trung tâm một trong là một tòa quốc tế đỉnh cấp phần lớn hóa thành thị, khẳng định sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng là đất đều dùng xong, ngươi nói còn có thể hướng chỗ nào khai phát. Chỉ có thể hướng cái này, giang nam chi địa. Cho nên, ta hiện tại sớm tới Tây, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Dịp tinh thần không thể không bội phục lâm bắc phạm ánh mắt. Ở mấy tháng về sau, khối này vùng đất đồng bằng liền sẽ bị giới vì quốc gia cấp kinh tế khai phát khu, sau đó nên đón đại phát triển ở kiếp trước, Lâm Bắc Phàm cũng là bởi vì đặt tiền cuộc trước khối này, sau đó cấp tốc bay lên. Đồng thời cũng bởi vậy cùng nữ nhân của hắn cùng đi tới. Cho nên, làm cừu nhân, hắn nhất định phải đánh gãy lần này hợp tác. Không thể để cho đối phương cuộc khởi, càng không thể để hắn cùng nữ nhân mình yêu thích đi cùng một chỗ. Lâm Tổng, phân tích của ngươi xác thực có mấy phần đạo lý. Nhưng là, khối này cần lượng tiền bạc thực tế quá to lớn, chúng ta cũng mới vừa vặn phát triển, căn bản là không chịu đựng nổi. Cho nên ta cảm thấy, ta vẫn là thôi đi. Chúng ta cần phải đem càng nhiều tinh lực đầu nhập ở tư bản thị trường bên trong, chỗ đó mới là chủ của chúng ta chiến trường. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Cần lượng tiền bạc xác thực to lớn, nhưng còn là có thể giải quyết. Dịp tinh thần mộng. Giải quyết. Giải quyết như thế nào? Chúng ta nào có nhiều như vậy tiền tài? Chúng ta bây giờ cũng không có, nhưng là tương lai chưa hẳn không có a. À. Lâm Bắc Phạm đắc ý dương dương mà nói. Dịp lão để ngươi nhìn, trải qua mấy ngày nay, ở ngươi thần cấp thao tác phía dưới, tiền của chúng ta lật số 10 lần, đạt đến hơn 30 ức. Lại cho ngươi một chút thời gian, ngươi chẳng phải là kiếm lời càng nhiều. Không sai, khối này xác thực cần rất nhiều tiền. Nhưng là, chỉ cần chúng ta kiếm tiền tốc độ vượt qua dùng tiền tốc độ cái kia thì không có vấn đề ta ban đầu vốn cũng là không hạ nổi quyết tâm phi thường do dự nhưng là vừa nghĩ tới dịp lão đệ lập tức biến đến lòng tin tràn đầy là ngươi cho ta dũng khí ngươi so tỉnh như đại đế còn muốn vĩ đại lâm bắc phàm cười hít mắt vỗ vỗ dịp tinh thần bả vai chúng ta mỹ hảo tương lai thì nhờ vào ngươi dịp lão đệ dịp tinh thần hắn tức giận nghĩ ba ba cho mình mấy cái bàn tay không nghĩ tới, nói tới nói lui, nguyên nhân căn bản ngay tại hắn nơi này. Là hắn cho Lâm Bắc Phàm kiếm nhiều tiền. Là hắn cho Lâm Bắc Phàm đầu tư dũng khí. Đồng thời cũng là hắn, thân thủ đem nữ nhân của mình đẩy đến đối phương trong ngực. Hắn ở trong lòng nộ hống. Dịp tinh thần. Ngươi làm sao như vậy tiện đâu? Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại vỗ vỗ dịp tinh thần bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Dịp lão đệ, hiện tại ngươi cũng quay về rồi, nhanh đi kiếm tiền đi, chúng ta mỹ hảo tương lai thì nhờ vào ngươi. Lão đệ ngươi yên tâm to gan thao tác, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dịp tinh thần một mặt quể oải rời đi lâm bắc phạm văn phòng. Trong lòng suy nghĩ là làm sao đem cái này hợp tác phá hủy. Lúc này, có một cái công tác nhân viên tới, cung kính mà hỏi Diệp tiên sinh, lâm tổng để cho ta tới hỏi ngươi, hôm nay vàng làm sao thao tác. Dịp tinh thần thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói. Chút chuyện này còn phải hỏi ta. Cho ta toàn bộ bán khống. Một lát sau, giao dịch trong phòng mặt truyền ra tiếng kinh hô. Hoa! Wow. Không hổ là dịp tiên sinh, lại một lần vững vàng đạp trúng điểm, vàng sụt giảm A. Cái này một đợt xuống tới, chúng ta chỉ ít thu hoạch 700, 800 triệu. Nói như vậy, tiền của chúng ta số lượng đã đi đến 5 tỷ. Ha ha! ta đột nhiên cảm thấy, cầm cái vài tỷ mua miếng đất cũng không tính là gì, các ngươi nói đúng hay không? Lời ấy chính hợp ý ta, ha ha. Dịp tinh thần. Phốc. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 50. Dịp tinh thần đi tìm nữ chính ngã bài. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dịp tinh thần phát hiện ở Lâm Bắc Phạm bên này không làm được về sau, quyết định đi sở nhược tuyết con đường này. Tuy nhiên dạng này có thể sẽ bại lộ, không có cách nào tiếp tục tìm phục tại Lâm Bắc Phạm bên người, nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Đối với hắn thực tế không thể chịu đựng được, nữ nhân của mình lại một lần nữa đầu nhập đối phương trong ngực lễ thành tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Sở tổng, Lâm Thị đầu tư công ty dịp tinh thần qua tới bái phỏng, nói có chuyện trọng yếu trò chuyện với nhau. Sở nhược tuyết hết sức kinh ngạc. Dịp tinh thần. Hắn tới tìm ta. Nàng biết người này, có thể nói là Lâm Thị đầu tư công ty cuộc khởi đại công thần. Nguyên lai chỉ là Lâm Bắc Phạm bên người một cái bình bình không có gì là bảo tiêu mà thôi, nhưng là bị ngươi Lâm bắt Phạm đề bạc về sau, tiến nhập thị trường chứng khoán bên trong thuận buồm xuôi gió. Nắm giữ 10 phần kinh khủng đầu tư khứu giác, mua bán vàng, mua bán dầu thô, tất cả đều kiếm tiền. Ngắn mũi hơn 10 ngày thời gian, thì cho Lâm Thị đầu tư công ty kiếm lời 30 ức. Thật là một cái siêu cấp người khủng bố mới. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm đến đây. Sở nhược tuyết đối người này phi thường tò mò. Hiện tại ta có thời gian, gặp hắn một lần đi đạt được sở nhược tuyết đồng ý về sau dịp tinh thần cuối cùng bước vào lệ thành cao ốc nhìn lấy cái này trong cao ốc quen thuộc từng màn trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi suy nghĩ bay tán loạn ta trở về trùng sinh chi trước hắn ngay ở chỗ này làm bảo an vốn là chỉ muốn vượt qua một đoạn nghỉ dưỡng nhẹ nhõm thời gian kết quả lại ở chỗ này gặp gỡ lệ thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc sở nhược tuyết đối phương tuyệt mỹ rung động lòng người gương mặt uyển chuyển vô cùng dáng người, thời khắc quanh quẩn ở trong ốc của hắn. Vào thời khắc ấy hắn liền quyết định, đây là hắn cả một đời đều phải bảo vệ nữ nhân. Chỉ có nữ nhân như vậy, mới xứng với hắn chiến thân. Thế mà, ngay tại hắn có thêm một bước hành động thời điểm, lâm bắt phàm cái này đại hỗn đảng xuất hiện, bằng vào hoa ngôn xảo ngữ cướp đi nữ nhân của hắn, sau đó phá hủy hắn hết thảy sự nghiệp. Dịp tinh thần âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nhược tuyết, chỉ có ta chiến thần, mới xứng với ngươi. Chỉ có ta, mới có thể mang cho ngươi đến hạnh phúc. Ở thư ký chỉ dẫn dưới, dịp tinh thần cuối cùng bước vào tổng giám đốc văn phòng. Sau đó, lại một lần nữa nhìn đến tấm kia nhớ thương mặt. Vẫn là như là kiếp trước đồng dạng hoàng mỹ như vậy không tì vết. Một khắc này, hắn giống như giống như bị lôi điện bổ trúng giống như, ngay người tại nguyên chỗ, toàn thân rung nhẹ nhẹ. Giờ này khắc này, hắn cỡ nào muốn đem trước mắt mỹ nhân có thế ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ giọng nói cho đối phương biết một câu. Nhược tuyết, ta đến rồi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ để ngươi theo bên cạnh ta rời đi. Sở nhược tuyết cảm giác trước mắt dịp tinh thần có chút lạ. Vừa vừa bước vào cửa miệng, nhìn lấy nàng thì ở lại không động, thân thể còn không kìm hãm được giật lên tới. Nhất là cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, để cho nàng cảm giác mười phần buồn nôn còn có một chút buồn nôn nàng không phải là chưa từng thấy qua đồ háo sắc nhưng là háo sắc giống hắn rõ ràng như vậy cùng thuần túy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng không hiểu nhiều hơn một tia chán ghét sau đó lạnh như băng nói dịp tiên sinh cửu ngưỡng đại danh mời ngồi dịp tinh thần bừng tỉnh a à, ngồi một chút dịp tinh thần có chút câu thúc ngồi xuống nhưng là lại nghĩ đến chính mình là đường đường chiến thần cái gì cục diện chưa từng nhìn thấy câu thúc cái gì dịp tiên sinh thật là cửu ngưỡng đại danh trước đó ta đi lâm thì đầu tư công ty thời điểm vô luận là lâm dù sao vẫn là những người khác khen không dứt miệng nói ngươi là đầu tư phương diện thiên tài ánh mắt mười phần chuẩn vô luận mua bán vàng vẫn là dầu thô kỳ hạn giao hàng chưa từng có thua thiệt qua thật là quá thần kỳ sở nhược tuyết nịnh nọt một câu Diệp tinh thần trong lòng cuồng hỉ không thôi. Đây chính là hai đời đến nay, lần thứ nhất bị người trong lòng sở nhược tuyết khích lệ. Quả thực ngọt đến ngực của hắn bên trong. Sau đó, tâm lý có một ít nhỏ bành trướng, nhìn không được ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Như Sở tổng, quá khen. Kỳ thực cái này đối với ta mà nói, cũng không tính là gì. Sở nhược tuyết có chút nhíu mày, cái này dịp tinh thần thật là quá không khiêm tốn. Hơn 10 ngày, đem một ức tiền tài lăng đến hơn 30 ức, cái này đều không tính là gì, còn có thể tính gì chứ? Một cái thành ngữ phun lên trong lòng của nàng. Tiểu nhân đắc chí. Không hiểu, đem đối phương cùng Lâm Bắc Phạm tiến hành so sánh. Lâm Bắc Phạm mặc dù là một cái hoa hoa công tử, nhưng là ở đối xử mọi người xử sự phương diện thật là không thể chê. Thời khắc duy trì khiêm tốn, tổng đem công lao giao cho thuộc hạ. Còn thường xuyên đem dịp tinh thần người này treo bên miệng, quả thực coi như thành hảo huynh đệ một dạng, bỏ được ủy quyền, bỏ được trả thù lao, lúc nào cũng quan tâm bảo vệ, không tiếc ca ngợi chi từ. Lãnh đạo làm đến hắn phân thượng này, nàng đều phục. Nếu như là nàng, khẳng định làm không được loại trình độ này. Sau đó, nhìn trước mắt người, ngữ khí lại phai nhạt mấy phần. Dịp tiên sinh, hiện tại ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở tổng, xin hỏi ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp tinh thần ngồi ngay ngắn. Ta muốn biết, ngươi lần này đến đây là đạt được lâm tổng trao quyền, vẫn là chính ngươi tới. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.